nay xuống phố chơi, đang đợi để mua cái GoPro. Hiện tại cửa hàng đang chưa mở cửa, đi sớm quá, và tầm mấy phút nữa là mới mở cửa. Mới đến Hà Nội sáng nay, mình đi một quãng đường cũng rất là xa, 500 cây hay gì đấy, xa phết. Hello anh em. Đây hiện tại đang ở bờ hồ đây. Đi chơi phố đi bộ. Đi chơi một vòng nữa. Nãy cũng đi. Buổi chiều mới đi Hà Nội Computer để đi xem máy tính, để về làm video cho tất cả các bạn cùng xem. Đây mua được GoPro rồi thì chất lượng video cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Thì cũng rất mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nữa, để mình có thêm động lực để làm ra những cái nhiều clip hay để cho mọi người cùng xem. Đây hiện tại vào Hà Nội Computer rồi. Giờ đi xem máy như nào. Cái nhân viên người ta hỗ trợ mình như thế nào. Nhìn khủng ấy nhỉ. Khủng phết. Vâng ạ. Mình cho em tư vấn được không? Mình cứ quay đi thoải mái. Dạ vâng. Mình con em tư vấn nhau. Phút lắc thì cứ tầm 30 đến 35 phút là có máy rồi mà. Đây là đồ của mình đây. Cái này là men bộ. Được i5 thôi. 20 triệu thì được i5 đấy.
5. Bàn phím bình thường thôi, chột hay bình thường. Màn hình thì full HD của Samsung. 21 triệu. Mình lấy cả hai cái ổ cứng SSD và HDD đều lấy. Toàn những cái men bo khủng. RAM thì có 8GB thôi. Mình nghĩ là mình chỉ dựng video full HD thôi, chắc bằng đây là vừa. Mày nghe đọc đấy mà chết. Không, em phải nhìn số ở đâu chứ. Số số đấy đừng tìm luôn. Dưới nhẹ showroom ở Thái Hà. Thái Hà là Đống Đa, Hà Nội. Đó. Đây là lục đồ này. Giờ là bắt taxi ra bên xe. Tầm 7 giờ lên xe. Xong rồi đi về quê rồi. Tầm sáng mai xuất hiện trên đường biển, tầm buổi chiều tối mới về đến nhà. Khá là xa, nhưng khá là vất vả. Điều tiêu có mấy chục. Đã đặt xong vé rồi, bây giờ người đợi thôi. Tầm 2 tiếng nữa mới có xe chạy. Tầm 2 tiếng nữa xe mới chạy. Ngồi đợi thôi. Giờ đợi xe ra đồ đạc này, vấn đề đây chưa bóc tem còn nguyên, về nhà mới bóc ra xem nó như thế nào. Giờ ngồi đợi xe tí nữa ăn sáng xong mới bắt đầu di chuyển thôi. Sáng đã Thank you.
đấy. Về đến nhà rồi này. Quan trọng nhất là chỉ có hai cái này thôi. Quan trọng nhất là cái này mấy cái đang cầm này này. Màn hình của Asus. Cái man bo cũng của Asus luôn này. Này vỏ Tico đội này. Bàn phím thì bàn phím rẻ thôi. Xong rồi chuột cũng chuột rẻ thôi. Nói chung là đồ thì đồ rẻ hết rồi.